Vị quan khách kính mến, giờ đây được sự cho phép của gia đình, chương trình chúc mừng sinh nhật lần thứ hai dành tặng đến cho bé Khôi Nguyên. Giờ đây xin được mạn phép bắt đầu. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong buổi tiệc chúc mừng sinh nhật lần thứ hai dành tặng cho bé Khôi Nguyên trong buổi tối đêm nay. Và cho phép Thế Huy xin thay mặt cho gia đình cùng với dịch vụ ẩm thực Anh Ti và những người thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay xin gửi tặng đến cho tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe nồng nhiệt, thân thương và trân trọng nhất cả. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta biết rằng đối với một đứa bé khi cất tiếng khóc chào đời, điều mà đứa bé mong muốn nhất đó chính là nhận được những tình cảm yêu thương từ những người thân trong gia đình. Và hơn hết là trong vòng tay nâng đỡ, che chở của bố và mẹ. Thưa quý vị, thì một năm nó sẽ có 365 ngày. Và trong 365 ngày đó chắc hẳn có một ngày vui, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa riêng dành tặng cho mỗi người. Đó chính là ngày mà chúng ta được sinh ra đời. Quý vị ơi, cũng chính ngày này của 2 năm về trước, nhân vật chính Khôi Nguyên cũng đã cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương, nâng đỡ và che chở của những người thân trong gia đình. Và đặc biệt hơn, trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt tại nơi đây đã cùng hòa chung một niềm vui, đó chính là dành những lời chúc mừng đến với nhân vật chính. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, xin mời tất cả chúng ta ngay giây phút này hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón gia đình nhỏ cùng với sự hiện diện của nhân vật chính bé Khôi Nguyên trong buổi tối đêm nay. À chị ơi, em xin mời chị lên sân khấu luôn chị ơi. Và quý vị ơi, trên sân khấu của chúng ta giờ đây là một gia đình khá là nhỏ bé, nhưng sau sự nhỏ bé đó là một niềm hạnh phúc khá đông đầy và khá lớn lao. Rồi quý vị ơi, xin mời tất cả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay lớn nữa chúc mừng dành tặng đến cho Khôi Nguyên trong buổi tối đêm nay. À, và quý vị ơi, hồi nãy Dương thấy Huy có một chút nhầm lẫn như vậy. Thì hiện tại đứng kế bên Huy, cái người mà bồng đứa bé không phải là bố quý vị, mà đây là ông ngoại quý vị. Đó, Huy xin đính chính lại, đây là ông ngoại quý vị nha. Rồi, rất mong quý vị thông cảm. Rồi ông ngoại ơi, sẵn tiện buổi tiệc tối ngày hôm nay thì xin mời ông ngoại hãy nén lại sân khấu trong vài giây phút nữa để gửi những lời cảm ơn đến với tất cả mọi người. Sao vậy rung hả ông ngoại? Rồi giờ ai gửi cái lời cảm ơn đây? Ba của bé nha. Ông ngoại ha. Bây giờ năn nỉ ông ngoại cả ông ngoại ơi. Em gửi, em xin gửi luôn hả? Rồi thôi gửi thì gửi. Rồi quý vị ơi, được sự cho phép của gia đình thì cho phép Dương Thế Huy xin được thay mặt cho ông ngoại cùng với ba mẹ của bé xin được gửi lời cảm ơn tha thiết và chân thành đến với tất cả quý vị quan khách chủ chúng ta. Chúng ta đã không quãng đường xa xa xôi và đã bỏ hết tất cả mọi công việc để cùng về đây hòa chung niềm vui và dành những lời chúc mừng đến với gia đình, đến với bé. Và gia đình không biết nói gì hơn, xin ghi nhận và cảm ơn tình cảm của quý vị, mến chúc quý vị dùng một bữa tiệc thật ngon miệng. Và đó là những lời cảm ơn mà gia đình gửi tặng cho tất cả quý vị. Rồi xin cảm ơn ông ngoại rất là nhiều. Và ngay sau đây xin mời tất cả chúng ta cùng với gia đình nhỏ mình sẽ cùng di chuyển, cũng như là mời quý vị hướng mắt về chiếc bánh có số 2 trong buổi tối đêm nay. Rồi và xin được mời anh chị sẽ cùng mà giúp bé tạo dựng ngọn nến 2 tuổi trong buổi tối đêm nay. Dạ, có ai có hột quạt không quý vị ơi, cho em mượn hột quạt được không ạ?
Rồi cô xin mời ông ngoại. Bánh hình tròn là biểu tượng cho ánh sáng của mặt trăng, còn ngọn nến lung linh là biểu tượng cho ánh sáng của cuộc đời. Và chúng ta đã cùng nhìn thấy giờ đây là một bức tranh khá hạnh phúc của một gia đình trong buổi tối đêm nay. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lại nhớ, gần nhau lại cười. Sau khi tạo dựng ngọn nến yêu thương 2 tuổi lên rồi thì em xin được mời anh chị cùng tay trong tay với bé sẽ cùng chia sẻ chiếc bánh yêu thương trong buổi tối đêm nay. Và em xin được gửi lời chúc mừng đến cho gia đình nhỏ của mình và chúc cho anh chị sẽ luôn dồi dào sức khỏe và mọi điều tốt đẹp trong công việc và trong cuộc sống. Rồi xin được mời anh chị cùng di chuyển về chính giữa sân khấu ạ. Rồi xin mời anh cầm một ly bia và chị cầm một ly bia đứng giữa sân khấu giúp giùm cho em ạ. Rồi quý vị ơi, ngay khoảnh khắc này, anh Tài, ngay khoảnh khắc này xin được mời tất cả chúng ta hãy cùng rót đầy những ly bia, ly nước trên bàn tiệc của mình. Và chúng ta hãy cùng nâng ly thật cao, hỗ trợ một tiếng vô thật hoành tráng và nồng nhiệt để chúc mừng sinh nhật lần thứ 2 dành tặng cho Khôi Nguyên. Rồi cả nhà mình ơi, xin mời tất cả chúng ta cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3. Happy birthday Khôi Nguyên. Sân khấu rất long linh tuyệt vời với ánh sáng của pháo và những chiếc bong bóng đã được kích nổ do bong bóng Phan Thiết thực hiện. Và quý vị ơi, một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến với gia đình nhỏ của con trai Khôi Nguyên. Và riêng con trai thì chú chúc cho con luôn khỏe mạnh, mau ăn mau lớn và thật là ngon. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Rồi xin mời anh chị cùng di chuyển cùng với bé sẽ cùng tiến về từng bàn tiệc để hòa chung niềm vui trong buổi tối đêm nay. Dạ rồi xin trân trọng kính mời anh chị. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang cùng thưởng thức qua những món ăn đậm chất ẩm thực Việt Nam rất đa dạng và phong phú do chính tay đầu bếp đến từ dịch vụ ẩm thực Anh Ti chế biến và phục vụ cho tất cả quý vị. Và chúng ta cũng biết rồi, để có một chương trình thành công rực rỡ thì bên cạnh đó, ngoài ẩm thực ra thì bộ phận âm thanh cũng rất là quan trọng. Và ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn gia đình đã phối hợp cùng với dịch vụ Anh Ti đã mời ban nhạc Thiên Phú của chúng tôi về đây phục vụ cho tất cả quý vị trong ngày vui của bé. Và hơn hết, chúng ta nhìn thấy một cái không gian trên sân khấu rất lung linh và tuyệt vời, đầy màu sắc của bong bóng, thì do chính tay bong bóng Phan Thiết thực hiện cũng như là tạo dựng nên một cái khuôn viên rất tuyệt vời, đầy màu sắc của bong bóng. Thì một lần nữa cho phép Dương Thế Huy cảm ơn gia đình đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ ẩm thực Anh Ti để Anh Ti có thể kết nối cho ban nhạc, kết nối cho bong bóng. Và đặc biệt hơn, trong buổi tối ngày hôm nay,